kế hoạch công việc của các bạn sẽ như thế nào sau khi các bạn học xong. Bản thân em nghĩ thì cái bằng chưa phải là tất cả, kể cả là phần mình trả lời câu nào hỏi này thì mình cần có gọi là cái kế hoạch ngắn hạn và kế hoạch dài hạn. Em cũng nói là họ yêu cầu người có kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing. Em là một sinh viên mới tốt nghiệp, ứng cử viên mới thì em thu thập kinh nghiệm bằng cách nào? Dạ, em chưa có kinh nghiệm nhưng bù lại thì em đi học ở nước ngoài về và đây là trải nghiệm quý báu đối với em ạ. Em có trình độ tiếng Anh tốt, khóa em là khóa học nghề ấy chị. Em nói là em có bằng cấp nước ngoài, tiếng Anh tốt là lợi thế. Vậy thì tại sao họ không đăng luôn là tuyển người có bằng nước ngoài để họ bớt được ba yêu cầu kia? Tại sao vậy em? Tại sao họ lại liệt kê ba yêu cầu này mà không liệt kê bằng quốc tế? Cái này thì em cũng không rõ. Em nghĩ bằng em có giá trị hơn các bạn ở Việt Nam ạ. Để xin được việc làm thì em cần cho người ta thấy được giá trị của em. Vậy giá trị của em sau khi kết thúc khóa học này là gì? Sau khi kết thúc khóa học thì em cũng có thể nộp vào những vị trí em nói trên ạ. Nhưng em cũng nói các bạn tốt nghiệp ở Việt Nam cũng có thể làm được. Dạ khó có thể làm được ạ. Khó hay không khó thì người tuyển dụng họ đánh giá. Vậy vẫn câu hỏi đó thì em hơn họ cái gì? Dạ chị hỏi lại em được không ạ? Được rồi, chuyển sang câu khác nhé. Em có thể nắm được mức học phí của khóa học chưa? Dạ, học phí của em tiếng Anh 20 tuần là 5.000 đô Úc. Học phí khóa Certificate 4 1 năm là 8.000 đô Úc. Và học phí khóa Diploma 1 năm là 10.000 đô Úc ạ. Em biết gì về mức sinh hoạt phí ở bên Úc? Theo em thì em tìm hiểu thì chi phí ăn ở và sinh hoạt hết khoảng 21.000 đô Úc. Một năm gồm chi phí ăn ở và các chi phí sinh hoạt khác ạ. Vậy qua bên Úc thì em có ở homestay gần chị em không? Dạ, hiện tại em chưa có địa chỉ homestay cụ thể ạ. Em biết về điều kiện ràng buộc gắn với thị thực du học là gì? Sinh viên phải tuân thủ các quy định về visa như là phải có bảo hiểm y tế trong suốt quá trình học tập tại Úc, thanh toán các khoản học phí đúng theo quy định. Sinh viên không được đi làm quá 40 giờ trong 2 tuần ạ. Sinh viên phải tham gia chuyên cần đầy đủ ạ. Cảm ơn em đã trả lời điện thoại của văn phòng ngày hôm nay. Trước khi kết thúc em còn câu hỏi nào không? Dạ em không ạ. Vậy thì chị ngắt máy nha. Chào em. Như vậy là đến đoạn cuối này thì chúng ta có thể thấy là chị lãnh sự là chị cảm thấy hơi bị gọi là mất bình tĩnh với bạn nữa rồi. Chị không thể nào mà tiếp tục kiên nhẫn để mà hỏi tiếp bạn về cái câu liên quan đến là cái nghề nghiệp cũng như là cái cơ hội tuyển dụng. Thì đến cái vấn đề liên quan đến cơ hội tuyển dụng ấy thì bạn cứ nói lòng vòng, bạn bảo là bạn có bằng cấp quốc tế thì là đấy là lợi thế là bạn có tiếng Anh rồi bạn có bằng cấp quốc tế. Nhưng mà cái việc là cái đơn vị tuyển dụng đấy người ta yêu cầu như thế nào thì bạn lại không nói được, mà bạn lại cứ nói là có ưu tiên thôi, nhưng ưu tiên như thế nào thì chưa giải thích được, và như vậy lòng vòng mãi. Thực sự ra ấy, thì cái việc mà bạn trả lời là cái việc bằng cấp quốc tế thì nó có lợi thế ở trong ngoặc như thế nào, thì lợi thế nó nằm ở những cái điểm như là lúc nãy chúng ta đã trao đổi rồi, là khi mà các bạn ở nước ngoài thì các bạn được đi thực tập chẳng hạn, thì môi trường làm việc nước ngoài thì nó sẽ cho các bạn cái tính tự lập và chủ động. Đấy thì bạn phải nói được cái điểm đấy khi mà các bạn đưa về Việt Nam và các bạn đi làm. Thứ hai là bằng cấp nước ngoài thì nói thật là không có lợi thế đâu, không có lợi thế về cái mặt kiến thức đâu, bởi vì là Việt Nam hay cả nước ngoài thì về cơ bản thì các bạn cũng cần phải học những cái vấn đề như thế này. Và Việt Nam thì bây giờ các thầy cô ấy cũng rất là cập nhật, nên là các thầy cô cũng có những cái giáo trình rồi là những cái bài báo của nước ngoài. Đấy là khi mà các bạn học ở Việt Nam ấy thì cũng là hoàn toàn tốt. Thế nhưng mà cái lợi thế tiếp là gì? Thực sự luôn là cái ngôn ngữ ấy là một cái thứ mà nếu như mà bạn nào ở Việt Nam mà các bạn thực sự là có năng khiếu thì các bạn mới có thể giỏi tiếng Anh được. Thế nhưng mà nếu như các bạn ở một môi trường nước ngoài thì các bạn mở mắt ra là nói tiếng Anh rồi, đi ra ngoài phải nói tiếng Anh mọi cái, nên là cái tiếng Anh mà ở cái việc là giao tiếp cũng như là sinh tồn của các bạn sẽ tốt hơn. Thì đấy sẽ là cái lợi thế mà liên quan đến việc là cái khả năng trao đổi ngôn ngữ của các bạn thực sự là nó gần với cả bản địa nhất. Đấy.
Ngoài ra thì cái bạn học sinh này học cả marketing truyền thông ấy, thì em nghĩ là đối với marketing truyền thông thì cái quan trọng vẫn là cái networking. Thì rõ ràng là nếu mà bạn đi học ở Úc thì bạn có cái kết nối với quốc tế đúng không? Và rất là nhiều doanh nghiệp họ muốn kết nối với cả các nước ngoài. Thì đấy là cái điểm mạnh mà bạn không đề cập được. Tiếp nữa là bạn nói về cái việc mà thương lượng về lương ấy. Bản thân chị là một người chủ doanh nghiệp, chị có muốn thuê cái người nào mà sang Nhật không có kinh nghiệm này, mà chỉ có bằng cấp nước ngoài này, tiếng Anh thì cũng chắc là cũng bằng các bạn ở Việt Nam thôi, mà lại đòi hỏi là lương cao thì chị thấy nó có hợp lý không? Đúng rồi. Đấy là một cái gọi là cái vấn đề chung hiện nay ấy, của các bạn đi du học về. Đấy là các bạn không đặt mình vào cái thực tế là doanh nghiệp người ta đang cần như thế này và họ tuyển dụng như thế này, mức lương của họ chỉ được như thế thôi, mà các bạn cứ nghĩ là bởi vì mình đã trả một cái giá tiền rất là cao để mình đi du học nên là mình sẽ có cái kỳ vọng là mình sẽ được mức lương cao. Thì ngay cái việc mà bạn nghĩ bạn kỳ vọng quá lớn như vậy thì bạn đã loại khỏi mình khỏi trong cái việc là vấn đề tuyển dụng, bởi vì tuyển dụng ấy thì mức lương rất là quan trọng. Nếu như bạn ở cái vị trí mà chỉ là vị trí bắt đầu thôi, junior thôi, thì bạn chỉ có thể được cái mức lương junior. Nếu như mà bạn có những cái sáng kiến về công việc của bạn tốt thì lúc đấy bạn sẽ được gọi là thăng chức. Thì những cái đấy nó là về sau, chứ ngay từ đầu mà nếu như các bạn đòi hỏi mức lương quá cao hay là môi trường làm việc như thế nọ thế kia thì thực sự là các bạn đã loại chính mình ra khỏi cái cuộc chơi. Đấy, thì chị nghĩ là mình thực sự luôn là mình phải biết là mình là ai và phải thật sự là nhìn nhận lại. Đấy là cái sốc văn hóa ngược đấy. Của các bạn mà khi đi du học trở về thì các bạn rất là thực sự luôn là các bạn sốc là không ngờ là người ta tuyển dụng mức lương chỉ được như thế thôi, bao giờ mới trả được cái chi phí mà mình đã đi du học rồi. Đấy, nhưng mà thực sự thì nếu như mà các bạn mà hiểu được vấn đề, các bạn ở nước ngoài các bạn đã có nhiều năm để các bạn thực sự là các bạn tự lập ấy, thì những cái yếu tố tố chất mà ở nước ngoài mà các bạn mang về ấy, thì chắc chắn các bạn sẽ thành công trong thời gian ngắn hơn những bạn khác. Mà đa số thì các bạn mà học marketing truyền thông thì câu hỏi người ta hay hỏi là bao nhiêu khách hàng bạn có thể mang lại được cho doanh nghiệp một tháng chẳng hạn, bao nhiêu kết nối bạn có thể giúp doanh nghiệp kết nối. Ví dụ không phải chỉ là kết nối ở về nước ngoài đâu, mình cứ ví dụ như là bạn có thể gặp đối tác và các bạn ứng xử như thế nào, làm sao để có được hợp đồng chẳng hạn cho họ chẳng hạn, thì đấy là những cái mà các bạn cần phải thể hiện, chứ không chỉ là cái bằng người tiếng Anh ấy, mình cảm thấy nó không đủ chút nào cả. Rồi về cái câu hỏi tiếp theo mà phía lãnh sự người ta hỏi là bạn có tìm hiểu về chi phí sinh hoạt ở Úc không? Sang bên Úc thì bạn sẽ ở với ai? Ở như thế nào? Thì các cái câu hỏi này bạn phải nắm rõ. Thì bạn học sinh này thật sự là bạn học thuộc nên là bạn cũng biết cái câu trả lời. Rồi là ví dụ như là học phí của trường là bao nhiêu, nói chung là về tài chính là bạn có biết. Nhưng mà sau đấy thì nếu như mà một vài cái trường hợp ấy, có thể người ta sẽ hỏi thêm cái câu liên quan là ai là người bảo trợ tài chính cho bạn, cái số tiền bảo trợ là bao nhiêu, lương của người bảo trợ. Thì các bạn cũng cần phải nắm rõ những cái câu hỏi mà liên quan đến con số, các bạn hãy viết lại, nốt lại những cái thông tin đó để khi mà trả lời thì các bạn sẽ tự tin hơn. Đấy, thì đấy là toàn bộ những cái gọi là, đây là một cái phỏng vấn thật sự luôn, là nó rất là ngắn. Có nhiều phỏng vấn ấy nó kéo dài nửa tiếng, thậm chí là kéo dài một tiếng. Cái phỏng vấn của bạn này ngắn ấy, thực sự là bởi vì là phía lãnh sự ấy, người ta đã có quyết định luôn của người ta rồi là người ta sẽ từ chối visa, bởi vì bạn trả lời đều không sát với cả thực tế và bạn trả lời đi quá xa rồi bạn không làm cho họ hài lòng. Đấy, còn một số bạn thì khi mà lãnh sự cảm thấy là có những cái yếu tố mà họ vẫn còn cân nhắc thì họ sẽ hỏi thêm. Và nhiều trường hợp, ví dụ ở EMK cũng đã có bạn bị phỏng vấn đến tận hơn một tiếng đồng hồ, và ngay sau khi phỏng vấn chỉ trong vòng một tiếng thì bạn đã có luôn visa rồi. Đấy, thì các bạn hãy cố gắng phải luyện tập phỏng vấn thật là tốt, bởi vì đây là một cái bước rất rất là quan trọng trong cái việc là lãnh sự sẽ đưa ra quyết định là bạn sẽ có visa hay không. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của EMK Global. Thì mình sẽ hy vọng rằng sẽ đưa ra được thêm nhiều video bổ ích hơn cho các bạn trong thời gian tới về việc phỏng vấn visa. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Tạm biệt các bạn.